Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của kênh Hỏi Lan Nông Nghiệp. Và trên video đây là một cây lan hồ điệp, nhưng mà nó đang bị thối rễ. Mình đã xử lý hết những cái rễ thối và giờ nó còn lại như thế này. Và đến với nội dung của video này thì mình sẽ đưa nó vào trong trạng thái giống như trong nhà kính để giúp cho nó hồi phục và phát triển lại, và sau đó mình sẽ đem trồng. Và mọi người cũng đã thấy thì mình đã cắt hết tất cả những rễ bị thối, và mình sẽ bóc luôn cả những cái cuống lá. Và ở trong những cuống lá này, sau này nếu mà nó bị ngấm nước vào, nó sẽ dễ dàng bị nhiễm bệnh, cho nên mình phải bóc sạch cả cái lớp này nữa. Và để tạo một môi trường giống như nhà kính cho cây lan hồ điệp vừa rồi thì mình sẽ sử dụng một cái chai nhựa đã bỏ đi, chính là phương pháp đưa cây vào trong môi trường thuận lợi nhất, và nó sẽ không bị những yếu tố như bên ngoài nó sẽ làm cho cây bị xâm hại và tổn thương. Mình sẽ cắt cái trái này thành hai phần bằng nhau. Và mình không cắt rơi cái trái này ra nha, mình chỉ cắt để cho nó hở ra thôi, mình giữ lại một khúc để sau mình đóng lại nó rất là dễ dàng. Đây, mọi người có thể thấy. Và để tạo môi trường độ ẩm trong này thì mình sẽ sử dụng rêu, và rêu mình là rêu chi lê. Và mình đã làm sạch nó bằng cách mình đã ngâm nước vôi và mình đã phơi nắng, cho nên nó rất là sạch nha. Sát khuẩn và tiệt trùng 100% rồi đấy. Mình sẽ tạo độ ẩm bằng cách mình để rêu này và mình tưới phun sương vào, và sau này mình sẽ không cần phải sử dụng phương pháp là tưới nữa, tại vì độ ẩm ở trong rêu này nó sẽ giữ cho đến khi cây hồ điệp mà nó sẽ ra rễ. Khi để cây lan hồ điệp vào trong thì cẩn thận làm xước lá nha, tại vì nó rất là nguy hiểm, tại vì khi cây nó bị tổn thương mà trong môi trường này nữa thì nó sẽ bị thối luôn đó. Cho nên hãy cẩn thận một tí đối với những vết cắt vừa rồi. Mình sẽ tiến hành tạo rạm bằng cách mình sử dụng nước sạch nha, và mình sẽ phun một lượng rất là nhỏ để giữ độ ẩm cho sau này. Sau khi tiến hành các phương pháp trên thì mình sẽ phải bảo vệ nó bằng cách mình sẽ sử dụng băng keo và mình buộc chặt nó lại. Mình không có để các loại côn trùng hoặc là các loại vi sinh vật nó vào đây và gây hại. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và mình được một môi trường nhà kính thu nhỏ để trồng cây lan hồ điệp như thế này. Và để vấn đề về hô hấp của cây thì mình sẽ phải mở cái nắp này ra. Sử dụng bông gòn hoặc là sử dụng vải để mình bịt ở trên lại, hạn chế các côn trùng tấn công. Và để chậu lan hồ điệp này ở chỗ môi trường mát mẻ, nó thông thoáng và tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Đây mọi người cũng đã thấy. Và sau một tháng, đây là thành quả mọi người có thể thấy được. Cây lan hồ điệp mình bên trong nó đang sinh trưởng rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ mở ra và trồng nó lại theo giống như môi trường của mình. Mình sẽ lấy nó ra thật cẩn thận, không có để các vết xước của cái chai nó làm tổn thương lên cây. Và nó đã sinh trưởng rất là ổn định, mặc dù nó không có các chất dinh dưỡng nên các lá của nó rất là bé. Nó chỉ hấp thụ nước và ánh sáng và nó sống thôi, nó không có được hấp thụ các loại phân bón, và rễ nó cũng đã nhú ra rồi sau một tháng.
Và bây giờ mình sẽ tiến hành đem trồng lại cái lan hồ điệp này. Tại vì cây rất là nhỏ cho nên mình sẽ sử dụng chậu nhỏ để trồng thôi. Và mình sẽ trồng với phương pháp bán thủy canh. Và mọi người có thể xem lại các phương pháp mình trồng bán thủy canh ở các video trước mình đã đăng trên kênh. Và chất liệu trồng là mình trồng bằng vỏ thông, mình đã xử lý rồi. Và để cố định lên cây thì mình sẽ cố định trực tiếp giá thể vào trong cây lan hồ điệp của mình. Mình sử dụng phương pháp đó là mình buộc bằng dây có độ co giãn. Mà đặc biệt nếu mọi người buộc phương pháp này thì đừng bao giờ buộc quá chặt nha, và nên lót thêm rêu để giữ ẩm. Khi buộc dây cẩn thận làm tổn thương các đầu rễ mới nhú nha. Vấn đề đấy nó hết sức quan trọng cho nên phải bảo vệ các đầu rễ mới ra. Và mình sẽ lót thêm một xíu rêu thôi để giữ ẩm, và nó giúp cho cái giá thể nó không bị chạm mạnh vào trong các đầu rễ khi mà rễ cái lan hồ điệp nó sẽ phát triển ra. Tiến hành trồng và sử dụng các vỏ thông để cố định hoàn toàn cây hồ điệp vào trong chậu. Phương pháp này rất là dễ nhưng mà bắt buộc phải cố định cây. Nếu mà trồng cây lan hồ điệp mà nó không cố định thì nó sẽ lung lay và các đầu rễ nó sẽ không ra đâu. Cho nên vấn đề cố định cây nó cực kỳ quan trọng đối với cây lan. Và sau khi đã cố định cây thì mình sẽ phủ một lớp rêu mỏng lên trên để tăng độ ẩm cho cây. Tại vì dù sao nó cũng trong môi trường nhà kính nó mới lấy ra cho nên nó còn rất là yếu. Và mình sẽ sử dụng cái ly nhựa như thế này để trồng bán thủy canh cho cây lan hồ điệp. Chỉ đơn giản mình sẽ đặt cây lên trên và dưới nó sẽ có nước. Và sau khoảng 2-3 tuần các rễ mới nó sẽ đâm và hướng xuống nước. Rất là đơn giản và phương pháp này nó rất là ít tưới. Và cây hồ điệp này mới lấy ra trong chai nhựa cho nên mình sẽ chưa sử dụng các loại phân bón hoặc là các loại chất hữu cơ để mình sử dụng mình tưới cho cái nó. Thì mình sẽ vô sử dụng nước sạch để tưới trước. Mình tưới nước sạch khoảng 2-3 ngày để cây nó quen với môi trường bên ngoài. Và sau đó mình sẽ sử dụng nha đam và gừng để kích rễ và giúp cho cây phát triển hơn trong môi trường tự nhiên. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người. Mọi người thấy video này hữu ích nhớ nhấn đăng ký và like để ủng hộ thêm kênh phát triển nha.